Riverside Bến Vân Đồn, quận 4 sẽ là nơi mà tổ chức tiệc cho bạn Thị Nhân. TikToker rất là nhiều người yêu quý và biết. Mọi người biết đến Thị Nhân giống như biết đến một cái bạn trẻ và là một cái tấm gương khởi nghiệp rất là thành công. Thành công ở chỗ là bạn đã nhờ TikTok mà có thể mang tên tuổi của bạn đến gần với nhiều người hơn thông qua những cái câu chuyện rất là thực tế từ đời sống gia đình, những cái món ăn dân dã bạn chia sẻ, và từng bước đã thay đổi cuộc sống của chính bản thân của mình và cũng là niềm động lực cho rất là nhiều bạn trẻ mà làm TikTok như bây giờ. Hồi xưa mình cũng là vô tình coi được những cái clip viral của bạn đó, xong mình cũng có kết bạn và tụi mình cũng đã nói chuyện với nhau khá là nhiều lần. Cũng rất là vui là lần này thì Thị Nhân lại đồng hành cùng với mình trong một cái tiệc sinh nhật. Thật ra thì do Nhân ở dưới quê còn mình ở trên thành phố cho nên là cũng không có gần ở trên này, cho nên thôi cứ gọi điện thoại cho nó nhanh nhất. Thì bạn đã làm việc với mình tất cả mọi thứ, chốt về địa điểm, ngân sách này nọ, nói chung là Nhân cũng thoáng và tin tưởng, nói chung là tin tưởng Tứ rất là nhiều. Thì cũng giống như tất cả các khách hàng mà đang làm việc với Tứ thôi, thì chỉ có một cái thôi, lòng tin. Lòng tin sẽ làm cho tất cả mọi thứ nó sẽ trở nên tốt nhất. Thì em muốn làm một cái tiệc đánh dấu một cái cột mốc của mình là sau gần ấy năm thay đổi, thì làm một cái tiệc nhỏ nhỏ để ấm cúng của những người bạn. Thật ra mọi người để ý kỹ nha, những người mà thành công thì đại đa số là những người cô đơn, tức là rất ít bạn bè, là những người bạn bè đó sẽ liên quan tới công việc. Và nếu mà chúng ta biết kết nối, chúng ta muốn biết làm cho tốt hơn thì kết nối từ những cái mối quan hệ công việc đó mà chúng ta chuyển hóa thành tình cảm người thân thông qua những cái buổi tiệc, hoặc là có những cái lần mà chúng ta kết hợp với nhau trong cái gì đó thì nó sẽ trở nên tình cảm hơn và nó sẽ gắn kết hơn. Thì bản thân mình cũng là vậy, ở trên đỉnh tam giác mà luôn luôn sẽ là một mình, cho nên là trong kinh doanh hoặc là trong bất kỳ một cái gì đó, nếu chúng ta muốn mở rộng được mối quan hệ thì tiệc tùng, những cái tiệc mà có trang trí này nọ, những không gian cho người ta trải nghiệm là điều rất là cần thiết. Một phút bia cho Simon Tứ, chuyên tổ chức sự kiện và dịch vụ trang trí cưới, xin phép được kết thúc và cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cũng rất là hy vọng rằng là cái buổi tiệc này sẽ được nhiều bạn coi và thích hơn, giống như kiểu ta cảm thấy rằng là không những là mình cần phải làm những cái tiệc lớn, nói chung là những cái tiệc ấm cúng ít mà chất nó sẽ như thế nào thì mọi người nhớ xem nha. Vài ngày nữa thôi, đây là một trong những cái tiệc mà mình nghĩ rằng là cũng rất là dễ thương, nó rất là roi vịt ấm cúng trong cái phạm vi đó, nhưng mà được cái thì nó rất là viral, tại vì những TikToker đó thì right, nghĩa là ấm cúng là những người thân với nhau. Còn nó vai là bởi vì bản thân ai cũng đăng lên TikTok hết, mỗi người khai thác mỗi mảng thì cỡ nào nó cũng sẽ có người biết không đâu. Trên số 2 gọi là viral rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường ngày trang trí cưới do chính mình làm, và hy vọng rằng là cả nhà sẽ luôn yêu thương và đồng hành cũng như là theo dõi những hành trình của mình. Đó là cái điều mà vui nhất để mình có thêm động lực để mà làm. Mọi người biết là các bạn làm thì các bạn còn sẽ gọi là thương mại được, chứ bản thân mình làm thì thực sự là cũng có nhiều cái không nói được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng cả nhà sẽ luôn đồng hành cùng với mình ạ.